Kim Phạm xin gửi lời chào đến cô chú và anh chị em. Chào mừng cô chú và anh chị em đã trở lại với gia đình Kim Phạm USA nha. Gia đình Kim Phạm USA luôn mến chúc cô chú và anh chị em thật là nhiều sức khỏe bên người thân nha. Thì trong video hôm nay, Kim sẽ cập nhật thông tin mới về cái tiền 600 à cũng như là có cái tin vui gì bên thượng viện họ đã nói những gì và cái số tiền 600 này cũng như là nó có thể là tiếp tục hay không hay là nó sẽ ngừng vào cái ngày nào. À, rồi à, theo đó thì Kim sẽ nói tiếp về cái dự luật 450 hoặc là 200 tới 450 nếu như ai đi làm trở lại thì sẽ được cái số tiền này và à, tình hình nó như thế nào rồi. Và cái gần như phần cuối của cái video này thì có rất là nhiều thông tin rất là bổ ích cho cô chú và anh chị em cũng như là những thông tin nhiều câu hỏi trong thời gian qua đặt ra cho Kim là ai là sẽ người mà có điều kiện để lãnh cái tiền 600 này cũng như là mình thất nghiệp trong vòng 1-2 tuần thì bây giờ mình có tiếp tục xin tiền thất nghiệp hay không hoặc là trong vòng 1-2 năm qua mình không có đi làm thì mình có xin tiền thất nghiệp được hay không vân vân và vân vân Kim sẽ trả lời trong video Video này và mời cô chú và anh chị em xem video nha. Theo thống kê thì khoảng 36 triệu người đã khai xin tiền thất nghiệp và kèm theo thì chủ tịch liên bang ông Jerome Powell nói rằng khoảng 40% trong số 36 triệu người thất nghiệp này là làm lương dưới 40.000 một năm đó cô chú thì trong chúng ta ai cũng biết rồi đó hôm tháng 5 ngày 15 thượng viện đã thông qua cái gói dự luật cái dự luật 3.000 tỷ tên là hero act và bên trong cái dự luật này sẽ có một vài ảnh hưởng đến à, những cá nhân đang lãnh tiền thất nghiệp nhưng kim à, cũng nhắc lại đây chỉ là dự luật 3.000 tỷ này chưa có được thông qua bởi thượng viện cũng như là tổng thống nhưng mà nó có tin vui đó cô chú thì à, trong video này kim sẽ chia sẻ và nếu như dự luật này thông được thông qua thì tiền thất nghiệp của cô chú và anh chị em đang lãnh sẽ như thế nào nào. thì bên trong dự luật này có đề cập về cái vấn đề là 600 tiền thất nghiệp sẽ kéo dài đến tháng 1 ngày 31-2021 và có nhiều người thì sẽ hết vào tháng 3 ngày 31-2021 mình nhắc lại một lần nữa đây chỉ là dự luật và có thể chúng ta sẽ không có cái tin gì về cái dự luật 3.000 tỷ này vào tháng 7 ngày 4 nhưng mà Kim có được một vài thông tin cũng như những cái lời ở bên những cái người thượng viện đã nói ra và kim nghĩ là sẽ có tương lai lắm về cái số tiền này cũng như là ai sẽ đi làm lại và sẽ được cái bonus đó cô chú. Thì theo thông tin mới nhất vào tháng 6 ngày 4 thì cái tờ báo The Hills các thượng viện đang đảo ngược lập trường của họ về cái việc mà chấm dứt cái tiền 600 thất nghiệp của liên bang vào cuối tháng 7. Có nghĩa là có thể là họ sẽ xem xét lại và có thể sẽ tiếp tục 600 này nha cô chú. Thì thượng viện nói là chính phủ liên bang nên tiếp tục trả trợ cấp thất nghiệp hàng tuần à, dưới cái một số hình thức là bởi vì Thượng viện lo ngại rằng cái làn sóng mà phản đối bạo loạn và các hình thức bất ổn xã hội khác đã làm rung chuyển các thành phố lớn trên cả nước có liên quan đến cái bức tranh kinh tế. Cho nên thì đây là tin vui vì như ban đầu đó thì có rất là nhiều ý kiến bên Thượng viện cho rằng là cho thêm tiền 600 mỗi tuần thì quá là hào phóng đến với người dân. Nhưng hôm nay thì họ đã có suy nghĩ khác, thấy không cô chú? có rất là nhiều thượng nghị sĩ bao gồm các thành viên của ban lãnh đạo nói rằng là chính phủ liên bang nên tiếp tục tăng cường à, trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang hoặc là cung cấp một khoản tiền thưởng à, chẳng hạn như là bốn trăm rưỡi mỗi tuần cho những lao động bị sa thải à, và bây giờ trở lại làm việc rồi hoặc là thêm một à, có thêm một thượng nghệ sĩ nữa ông George Hawley uh, nói là tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể bỏ qua à, thực tế là tình trạng bất ổn dân sự này đang xảy ra rồi và có thêm nhiều ý kiến nghĩ rằng là nếu à, không tiếp tục cho 600 thì không à, à, thì có thể là chia sẻ cho từ 200 đến 400 cho à, mỗi nhân viên đi làm trở lại. Đó, đây là tin vui nha cô chú. Bà thượng nghệ sĩ Lindsey Graham là một trong những nhà phê bình lớn nhất vào cái tháng 3 cho cái Care Act mà cho thêm 600 mỗi tuần đó cô chú. Thì hôm thứ tư này bà cho ta bà ta cho biết rằng là bà ủng hộ cái việc mà liên bang á, sẽ tiếp tục cho thêm mọi người à, 600 kéo dài qua khỏi tháng 7 này. Thì bây giờ chúng ta sẽ mong mong chờ của như thế nào nha cho nên cô chú và anh chị em nào được chủ gọi đi làm thì mình nếu như mình đi làm được sức khỏe ok à, mọi việc ok thì mình cũng có thể đi làm bởi vì mình đi làm có thể sẽ được thêm tiền đó cô chú rồi thì và sau đây kim sẽ trả lời những câu hỏi cũng như những thắc mắc về cái 600 này nhé mời cô chú và anh chị em tiếp tục xem video Ok thì cái tiền 600 này cô chú cũng biết là mình không có à, mình phải cần đóng thuế nha bởi vì đây là income của mình thì tùy theo tiểu bang, có nhiều tiểu bang thì cho cô chú và anh chị em cái quyền lựa chọn là à, trả thuế ra trong lúc này luôn và trong cuối năm thì mình không cần phải trả. Có nhiều tiểu bang thì không có cái option đó thì bây giờ mình không trả thì cô chú và anh chị em phải nhớ để dành tiền đợi cuối năm khi khai thuế mình có thể trả lại ha. Rồi nếu như cô chú và anh chị em nào đang bị thất nghiệp nhưng không phải ảnh hưởng bởi Covid 19 thì có xin được cái tiền thất nghiệp này hay không thì trong thời điểm này nếu cô chú và anh chị em đủ điều kiện để nhận tiền thất nghiệp của tiểu bang thì cô chú và anh chị em sẽ tự động nhận được 600 thêm mỗi tuần không còn phải bị à, không còn phải là bị ảnh hưởng bởi Covid để mà nhận 600 này nhé Tiếp theo thì nếu như mình thất nghiệp 2 tuần rồi và bây giờ thì đã trở lại làm việc vậy thì bây giờ có thể xin tiền thất nghiệp hay không? Thì theo cái luật của uh, tiền thất nghiệp đó thì của mỗi tiểu bang đó nếu như mình bị thất nghiệp thì mình sẽ được khai tiền thất nghiệp mặc dù hiện tại mình đã đi làm trở lại nhưng trong tháng 4 đi thí dụ trong tháng 4 cô chú và anh chị em bị thất nghiệp thì cô chú và anh chị em vẫn được thêm 600 ha cho của hai cái tuần đó, ok? và ai là người sẽ đủ điều kiện thì mình nhận rất là được là nhiều câu hỏi. Thì cái à, tiểu ban của mình nó họ luôn khuyên mình là cứ apply và trả lời những câu hỏi à, trung thật thì họ khi mà họ xét đó nếu mà được thì họ sẽ cho mình biết. Rồi nếu như mà, mà mình chưa có đang à, điền đó thì cô chú nên điền đi ha, đợi apply đi để mình được cái à, trợ cấp này nha. Rồi câu nữa là à, nếu như mình không có làm việc trong vòng 1 tới 2 năm vừa rồi thì mình có đủ điều kiện hay không? thì hầu hết á, các trường hợp á, nếu như mà mình không đi làm trong vòng 1 tới 2 năm thì mình sẽ không đủ điều kiện bởi vì mình bị thiếu cái history of work. À, thì Kim sẽ nói thêm về cái tiền thất nghiệp thì họ tính như thế nào thì theo thông thường thì sở lao động sẽ nhìn vào cái lịch sử cái lịch sử mà mình làm việc trong vòng 12 tới 18 tháng vừa qua. Nếu như mà trong thời gian đó cô chú và anh chị em có đi làm và đã đóng thuế thì sẽ được đủ điều kiện. Còn nếu như mà trong thời gian từ 18, 12 tới 18 tháng vừa qua mà mình có đi làm hoặc là cái income mình làm rất ít thì sẽ không được nha cô chú. Cho nên cô chú và anh chị em cũng biết số tiền thất nghiệp của mọi tiểu bang không phải ai cũng nhận số tiền giống nhau. À, một thí dụ khác như là nếu như cô chú và anh chị em à, nghỉ làm trong 1, 2 năm vừa qua để đi học nhưng gần đây trước mùa dịch mình có xin được việc làm và đã được một công ty nào đó thuê nhưng vì Covid 19 nên nên mình không thể bắt đầu đi làm được thì cái trường hợp này cô chú và anh chị em sẽ được trợ giúp. Nên cô chú và anh chị em nhớ tham khảo với cái ban tiểu ban của mình đang ở để mà có thể là điền ra một cái đơn khác cho cái vấn đề này nhé. Và câu hỏi kế tiếp là câu hỏi rất là nhiều người hỏi nè Tại sao tôi à, tôi chưa có nhận được tiền 600 à, Cũng như là tôi nhận cái tiền 600 nó chậm quá vậy Thì à, thật sự Kim không có một cái câu trả lời Nhưng mà đây là tin vui à, Bởi vì theo Kim biết đó là những đa số những cái hệ thống à, Của cái tiền thất nghiệp của mũi tiểu bang á, Nó à, có thể là nó chưa có update, cập nhật mới đó Cho nên họ không thể đưa ra cái số tiền 600 này kịp thời Có rất nhiều tiểu bang đã trả số tiền 600 này rồi và nếu như cô chú và anh chị em đã nhận được 600 một lần và sau đó thì không trong cái không thấy nữa thì mình khuyên là cô chú và anh chị em nên đợi thêm một hai tuần nữa và cố gắng liên lạc với họ à, nếu có thể nha bởi vì à, cô chú mình cũng có nhận được nhiều thông tin có nhiều người nói là tào lao à, giờ này ai mà có thể liên lạc được với họ nhưng mà cũng có rất là nhiều cô chú và anh chị em mình khuyên và họ đã cố gắng và họ cũng đã à, liên lạc được với sở lao động nha cô chú và tiếp theo nếu như cô chú và anh chị em nào đã bị thất nghiệp, điền đơn xin mà chưa có nhận được cái tiền cũng như là chỉ mới nhận được cái số tiền một trong hai lần thôi và bây giờ đã trở lại làm việc thì thì mình vẫn sẽ được nhận số tiền 600 mỗi tuần này cho đến khi mà mình tới cái ngày mà mình trở lại làm việc nha cô chú mà cô chú và anh chị em phải nhớ rằng là mỗi tuần phải lên báo cáo nha rồi thì bây giờ mình sẽ nói là về những ai mà đang lãnh tiền social security là lãnh tiền uh, và lãnh tiền unemployment nếu như mà ai đang lãnh tiền ssa là tiền retirement đó và đang lãnh tiền thất nghiệp nữa thì cái tiền ssa này nó không có bị cắt giảm gì hết nha cô chú rồi nếu như cô chú và anh chị em nào lãnh tiền ssi là supplemental security income đó là tiền trợ cấp đó thì khi mình nhận bất kỳ cái tiền thất nghiệp uh, của tiểu bang và hỗ trợ đó thì cái tiền và cái tiền liên bang 600, thì cái tiền này được coi là thu nhập của mình cho nên sẽ bị ảnh hưởng nếu như mình đang nhận ssi nha cô chú rồi có chú, cô chú hỏi rằng là nếu như mình đang lãnh tiền worker comes thì có được xin tiền thất nghiệp à, hoặc là tiền 600 hay không? Thì thông thường thì sẽ không được lãnh tiền thất nghiệp trong cái lúc mình đang bị thương bởi việc làm và có thể là đang bị bệnh nặng không thể đi làm lại được. Bởi vì trong những câu hỏi khi mà mình điền đơn xin tiền thất nghiệp đó thì họ có hỏi rằng nếu như có việc làm thì mình có sẵn sàng để đi làm lại hay không? Hoặc là mình có sẵn sàng để đi xin việc làm hay không? Thì mình đã trả lời yes rồi. Cho nên khi mà mình đang bị bệnh, mình đang bị thương thì mình không có thể lãnh tiền thất nghiệp được nha cô chú. Và nếu như cô chú và anh chị em nào đang phải trả tiền nuôi dưỡng con thì một phần trong cái số tiền thất nghiệp sẽ chuyển đến cái nơi cấp dưỡng à, tùy theo cô chú và anh chị, chị em set up cái account ha và tùy theo cái tiểu bang nữa Thí dụ như cô chú và anh chị em đang thiếu 3.000 cho cái tiền trao support mà bây giờ cô chú và anh chị em được lãnh 600 cộng thêm với cái tiền thất nghiệp thì cô chú và anh chị em phải phải trả thay vì được nhận mỗi tuần thì nó sẽ tự động nó trừ cho tới khi mà à, được 3.000 thôi rồi sau cái 3.000 đó cô chú và anh chị em mới bắt đầu nhận được số tiền thất nghiệp của mình nha Và sau khi mình apply cho PUA Thì khoảng bao lâu mình sẽ nhận được Thì khoảng từ 3 tới 4 tuần Tùy theo mỗi tiểu bang nha cô chú Và làm cách nào để mà mình ngừng cái tiền thất nghiệp Vì mình đã có đi làm lại Hoặc là mình không muốn nhận cái tiền thất nghiệp này nữa Thì à, nếu mình muốn ngừng cái tiền thất nghiệp Mình chỉ cần là mỗi tuần mình không lên khai báo Thì sẽ tự động cắt và nếu như cái tiểu bang của cô chú và anh chị em đã cho quyền trở lại làm việc cũng như là những cái nơi sở cô chú làm việc đó đã có đủ điều kiện những cái thiết bị để mà cho mình à, à, cho cái cái tiệm mở cửa lại và họ kêu cô chú đi làm thì cô chú phải trở lại làm việc nha thì à, trong trường hợp nào thì mình có thể từ chối trở lại làm việc mà vẫn được cái tiền thất nghiệp thì cái này thì tùy theo cái tiểu bang cô chú đang ở nhé nếu ai là người được cho là rủi ro cao hoặc là trên 65 tuổi thì có cái trường hợp này thì mình được làm ở và mình được làm ở nhà đó thì mình cũng sẽ bị cắt bởi vì nếu như mình làm ở nhà mà cái lương của mình cao hơn cái số tiền thất nghiệp thì mình cũng vẫn bị cắt bình thường nha? còn nếu như cô chú và anh chị em nào lớn tuổi mà có rủi ro cao à, thì cô chú và anh chị em có thể tiếp tục à, khai báo mỗi tuần và trả lời yes là tôi đã từ chối trở lại làm việc thì cái sở lao động đó họ sẽ gọi họ sẽ gọi và phỏng vấn cô chú và sẽ hỏi lý do vì sao cô chú từ chối làm việc thì lúc đó cô chú trả lời cho họ nha và đây là một trường hợp nữa, nếu như cái doanh, doanh nghiệp của mình chưa có cho phép mở cửa mà chủ lại mở cửa và kêu mình đi làm thì mình có thể từ chối và tiếp tục báo cáo với sở lao động là mình đã từ chối thì họ sẽ gọi mình, hỏi mình tại sao mình từ chối đi làm thì mình mình sẽ nói cho họ biết nha cô chú. Rồi cái tiền thất nghiệp của cô chú mà nó đã cạn, nó đã hết thì mình phải như thế nào? Đây là trường hợp của rất là nhiều người đang bị vì có rất là nhiều tiểu bang chưa có thực hiện được là nếu như mình hết tiền thất nghiệp thì sao. Nhưng bên cạnh đó có rất là nhiều tiểu bang như Pennsylvania, nếu như cái 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 số tiền của cô chú nó đã cạn rồi á, không còn nữa thì cái sở lao động sẽ thêm cho cô chú thêm 13 tuần nữa, cũng như ở California thì 13 tuần gia hạn này sẽ được áp dụng vào tháng 5 ngày 27 2020 thì thông thường cái tiền thất nghiệp họ sẽ cho mình biết là cái số tiền mình đang có là bao nhiêu trong vòng một năm hoặc là bao nhiêu bao nhiêu ngày đó nếu như trong vòng một năm đó mà cô chú và anh chị em dùng hết thì mình phải đợi tới năm sau để mình bắt đầu xin được được nha cô chú và nếu như trong thời gian mà họ đưa ra mà cô chú và anh chị em vẫn còn số tiền á thì tiểu bang sẽ gửi thư và báo cho mình biết là mình vẫn còn tiền và họ có thể tiếp tục cho mình tiếp nha và có rất là nhiều bang nếu như trong năm mà cô chú và anh chị em đã hết tiền thất nghiệp thì sẽ không đủ điều kiện để mà apply cho pua nha cô chú thì hôm nay cái thông tin này trong video này kim sẽ đã chia sẻ đến những cái thông tin rất là hữu ích cho cô chú đó thì mong rằng à, đã trả lời rất là nhiều câu hỏi của cô chú và anh chị em luôn à, kim phạm xin tạm dừng video tại đây và hẹn cô chú trong video sau nha.